Bánh tráng trộn đi anh chị ơi, bánh tráng trộn đi. Bánh tráng trộn đi. Bánh tráng trộn không anh? Mua giùm em đi, 5.000. Ngày nào cũng ngồi đó, nó mua giùm người ta vậy hết rồi. Ông dễ gì tôi coi coi. Ông dễ gì mà ngày nào cũng dễ hoài dễ quỷ. Không có gì hết mà. Tôi coi nè, tôi coi nè. Anh bánh tráng trộn đi anh. Bánh tráng trộn đi anh chị, bánh tráng trộn mà. Chị gái xinh đẹp, bánh tráng trộn đi chị. Ai chị gái, bánh tráng trộn đi chị. 10.000 một bịch, 2 bịch 5.000 thôi. Đi mua giùm em đi. Ông dễ tôi á hả? Không được. Bánh tráng trộn không bác? Ở đâu? Tòa lâu đài, cháu ước mơ của anh. Và anh ước mơ một ngày nào đó anh đón hoàng hậu bánh tráng trộn về. Anh sẽ vì em làm thơ tình ai, anh sẽ gom mây kết hình lâu đài, đợi chờ một đêm trăng nào tới, đợi chiều vàng hôn lên làn tóc, đợi một lần không gian đổi mới, đón hai đứa chúng ta mà thôi. Tinh tú trời cao thành vương miện xa, khai lễ đăng quan vũ trụ trống đèn, hoàng hậu về cao sang quyền quý, đẹp nụ cười quân vương vừa ý. Và lâu đài mang tên tình ai, đón hai đứa chúng ta mà thôi. Anh ơi lâu đài tình ai đó, chắc không có trên trần gian. Anh đưa em vào bằng tiếng hát, chắp đôi cánh đúng thiên thần. Năm qua con vẫn vương đôi hồn hoa. Anh kết lâu hoa bằng thơ tình ai, cho mắt em xanh đến tận muôn đời. Chuyện tình mình chưa nghe lừa dối, lời hẹn đầu chưa đi vào tối. Lâu đài mang tên tình ai, đón hai đứa chúng ta mà thôi. Anh đưa em vào bằng tiếng hát, chắp đôi cánh nhung thiên thần. Em ơi lâu đài tình ai đó, sáng trong anh tin cầu xa. Cho nên cho dù ngàn năm qua, con vẫn vương đôi hồn hoa.
anh đến tận muôn đời. Chuyện tình mình chưa nghe lừa dối, lời hẹn đầu chưa nghe vào tôi, thì lâu đài vắng tên tình ai đón hai đứa chúng ta mà thôi. Chuyện tình mình chưa nghe lừa dối, lời hẹn đầu chưa Jennifer Phạm và Đức Tuấn quả là một cặp đẹp đôi trên sân khấu và trai tài gái sắc. Đến với nhau, đến với lâu đài tình ái cũng là một lẽ tự nhiên. Tuy nhiên, có phải phong cách này là phong cách mà họ lựa chọn cho toàn bộ chương trình hay không thì chúng ta cũng cùng chờ xem. Còn bây giờ, với những ai yêu mến Jennifer Phạm và Đức Tuấn thì có thể bình chọn cho họ mã số là 05 thông qua tổng đài 7557.